Chào các bạn, đây là thành phẩm của món thịt chiên bằng nồi chiên không dầu. Hôm nay mình làm đây rất là đơn giản và chúng ta không cần mất quá là nhiều thời gian để có được một cái món thịt ngon, cũng như là phần thịt rất là mềm, ngọt, không bị khô các bạn nhé. Và đặc biệt đó là cách làm sao để chúng ta có thể pha được bát nước chấm rất là ngon phần tỏi ớt nổi lên phía trên như thế này. Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món thịt chiên bằng nồi chiên không dầu các bạn nha. Đây, nếu như mà ai mà sử dụng nồi chiên không dầu thì cái cách làm này nó rất là đơn giản, và mình thấy thịt, cái phần thịt sau khi mà các bạn chiên xong nó mềm và phần bì thì nổ rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sơ chế phần thịt này các bạn nhé. Xả cho mình một cái chậu nhiều nước một chút, sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây một chút xíu muối. Các bạn sẽ rửa thịt bằng nước muối loãng thì thịt sẽ được khử đi cái mùi tanh rất là hiệu quả. Đó, các bạn rửa sạch phần thịt này. Dùng dao cạo hết cái phần lông ở trên bì heo các bạn nhé. Còn ở đây thì miếng thịt này mình đã cạo rất là sạch như thế này rồi đây. Thì mình chỉ cần rửa sạch thôi. Và khi mà các bạn rửa như thế này thì các bạn sẽ ngâm trong nước muối loãng như thế này cho mình trong khoảng thời gian là 5 phút để nó khử đi hết cái mùi tanh ở phía ngoài của miếng thịt các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã ngâm thịt cho mình được 5 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra và để thật ráo nước cho mình. Trong lúc mà mình chờ thịt ráo nước rồi thì các bạn sẽ đi pha cho mình cái phần nước để ướp thịt các bạn nhé. Để làm món thịt này được ngon thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 4 đến 5 tép tỏi và một củ hành khô như thế này. Thì nó gồm có 3 nhánh. Các bạn đập dập và băm nhỏ cho mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nêm gia vị các bạn nhé. Ở đây thì để món thịt này được thơm thì các bạn sẽ dùng cho mình ở đây đó là 1 phần 2 thì ngũ vị hương. Nếu như mà các bạn có rượu mai quế lộ thì các bạn sẽ thêm vào nhé. Các bạn sẽ dùng cho mình 1 thìa cà phê rượu mai quế lộ, 1 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu. Nếu như mà các bạn ăn được cay nhiều thì các bạn thêm nhiều, còn không thì các bạn chỉ cần cho như vậy thôi. Và dầu hào, dầu hào thì các bạn sẽ dùng cho mình 1 thìa canh. Các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nhé. Nếu các bạn mà không có rượu mai quế lộ, các bạn có thể thay bằng rượu trắng để cho cái phần thịt khi mà các bạn chiên xong nó có cái độ mềm và thơm các bạn nhé. Bây giờ với cái miếng thịt này thì các bạn sẽ chia ra cho mình thành những cái phần nó bằng nhau một chút. Cái phần nào mà có bì, đây, cái phần nào mà có bì thì các bạn sẽ chia nó như thế này cho mình. Các bạn sẽ khứa cho mình ở đây những cái hình vuông ở trên cái miếng thịt này này, sâu xuống một chút để khi mà các bạn cho nó nổ thì nó sẽ dễ nổ hơn. Và khi mà mình thái nó cũng dễ hơn ấy các bạn. Các bạn có thể luộc qua thịt, tuy nhiên mình thấy là
nấu luôn như thế này thì phần thịt nó ngọt, nó không có bị bã. Loại khứa như vậy nha. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cái khăn, cái giấy ẩm, giấy khô, các bạn thấm khô hết đi cho mình. Các bạn thấm khô cái phần bì. Cái phần bì là phần không được để ướt, để khi mà các bạn cho nổ bì nó sẽ dễ hơn. Mình không mua được cái miếng thịt lớn cho nên là mình dùng cái miếng thịt nhỏ như thế này, 500 g. Và bây giờ thì mình đem đi để ướp các bạn nha. À, trước khi ướp thịt thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái giấy bạc, sau đó thì các bạn đo cái chiều dài của miếng thịt nhé. Đấy, các bạn đo như thế này để xem là mình đặt thì nó vừa đến đâu. Đó. Mình đem đi mình sau khi mà mình ướp xong để mình nướng là các bạn. Đó. Các bạn sẽ gấp nó lại như thế này, khung khung vừa với cái miếng thịt. Chỉ để lộ ra cái phần bì thôi. Đó, như làm cái khay hoặc một cái khuôn ấy. Nếu như mà các bạn khó làm thì các bạn có thể sử dụng những cái hộp hình chữ nhật để các bạn đặt cái giấy bạc này lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ướp nhé. Các bạn sẽ ướp mặt gia vị ở cái phía mặt trên của thịt như thế này. Phần bì thì các bạn không ướp, phần bì thì chúng ta sẽ dùng giấm và muối để bì được nổ đẹp hơn. Và với công thức này thì các bạn không cần phải ướp thịt quá là lâu. Có một số các cái công thức để cho cái món thịt này được ngon thì thường là hay ướp qua một đêm để cho nó ngấm gia vị. Tuy nhiên khi mà mình làm cái món này như thế này thì mình thấy là chỉ cần ướp trước khoảng 1 tiếng đồng hồ là món thịt của chúng ta nó đã rất là hấp dẫn rồi. Đó, các bạn đặt ở phía dưới nha. Nếu như mà có bị dây một chút gia vị vào cái phần bì thì các bạn dùng giấy các bạn thấm đi là được. Đó. Các bạn chỉ cần ướp như vậy thôi. Sau đó thì mình sẽ xếp cái miếng thịt vào đây. Đó. Và khi mà các bạn ướp như thế này thì các bạn sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh cho mình 1 tiếng đồng hồ. Và sau 1 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại để nướng cái phần thịt này các bạn nhé. Các bạn đã ướp thịt cho mình được 1 tiếng rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 1 thìa cà phê muối và 1 thìa canh giấm ăn. Các bạn hòa tan lên, sau đó dùng cái hỗn hợp này để phết lên phần bì. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng cho mình cái chổi như thế này để các bạn phết cái phần muối và giấm lên phía trên phần da heo. Bây giờ thì các bạn sau khi mà các bạn phết xong như thế này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái nồi chiên để chúng ta đem đi để chiên nhá. Các bạn sẽ làm nóng cái nồi chiên trước cho mình 3 phút ở nhiệt độ 150 độ C. Và bây giờ thì mình sẽ đi làm luôn nha. Ở đây thì mình đã làm nóng nồi chiên như thế này rồi. Bây giờ mình chỉ cần đặt cái miếng thịt vào đây như thế này và đem đi chiên. Nhiệt độ thì các bạn sẽ căn cho mình 150 độ trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé.
cho mình chiên cho mình được 15 phút như vậy rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ phết cho mình thêm một lần nữa muối và giấm lên phía trên mặt của phần bì. Sau đó thì các bạn lại cho vào và nướng tiếp 15 phút nữa ở nhiệt độ là 150 độ C các bạn nhé. Thứ hai này thì các bạn sẽ thấy là phần thịt ở phía trong nó đã chín rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nổ bì các bạn nhé. Sau khi mà mình làm chín rồi thì mình mới đem đi nổ bì. Bây giờ thì các bạn sẽ phết cho mình thêm một lần nữa nước giấm và muối. Khi mà các bạn nấu bằng nồi chiên không dầu thì các bạn sẽ thấy là nó rất là nhàn. Chúng ta chỉ cần hẹn giờ thôi, sau đó thì quay trở lại để làm. Bây giờ thì các bạn sẽ bật lò nhiệt độ 180 độ trong khoảng thời gian là 5 phút các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy phần bì nó bắt đầu nổ như thế này nhưng mà nó còn chưa được đều. Các bạn sẽ phết cho mình. Lần này thì các bạn sẽ để nhiệt độ cho mình 200 độ trong khoảng thời gian là 3 phút. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã cho nổ được như thế này rồi thì phần bì nó cũng đã nổ được gần hết rồi này. Bây giờ thì mình sẽ dừng thôi, tại vì là mình không muốn ăn cái phần bì nó bị cứng. Còn nếu như mà các bạn muốn cho nổ tiếp thì các bạn cứ nổ đến khi nào mà các bạn thấy nó bung hết ra là được các bạn nhé. Ở đây thì cái phần nước mà các bạn chiên thịt như này, cái phần dầu ấy, thì các bạn dùng một chút để chúng ta pha nước mắm chấm món thịt này các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ thái cái phần thịt này ra nha. Nó vẫn còn hơi nóng nóng một chút. Đây các bạn nha, sau khi mà các bạn chiên xong thì các bạn sẽ thấy là cái phần thịt nó rất là ngon như vậy. Bây giờ thì mình sẽ pha cái phần nước chấm nhé. Phần tỏi và ớt thì các bạn sẽ đập dập và băm nhỏ cho mình.
Bây giờ thì các bạn sẽ thêm nước mắm. Các bạn có thể chấm bằng xì dầu hoặc là nước mắm đều rất là ngon và hấp dẫn với món thịt này. Thêm một muỗng cà phê bột ngọt. Giấm. Giấm các bạn sẽ dùng cho mình 1 phần 2 thìa canh như thế này. Hòa tan lên. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm cho mình một thìa mỡ heo mà cái phần nước mà các bạn bỏ ra từ cái phần thịt. Đó. Bây giờ là thêm tỏi, ớt mầm nhỏ vô. Đó. Vậy là chúng ta đã được một cái bát nước chấm rất là ngon. Tỏi và ớt nổi lên phía trên như thế này cũng rất là hấp dẫn, đúng không các bạn? Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.